usually on the festival, no matter who you are, the or which nationality you belong to, the culture is everybody, young or old, going to the cemetery and put the flower on the grave of their relative. Some of them spend hours talking to the grave as if the deceased person still alive, and they express all the sympathy, love, affection, and even they cry. Vào những cái mùa Tết lễ, bất cứ quốc gia nào thì mọi người, kể cả người lớn, người nhỏ, đều đi tới nghĩa trang. Mục đích của họ đi tới nghĩa trang, họ hái những cái bông giống như vậy nè, rồi họ để lên ngôi mộ của người thân đã chết. Và có nhiều khi họ ngồi cả buổi, cả ngày, từ sáng tới chiều, nói chuyện với cái ngôi mộ, nói chuyện với người chết. Diễn tả tất cả những tình cảm thương yêu đối với người chết. Người chết đó có thể là chồng, vợ, cha, mẹ, anh chị em. Nhưng mà thường thường người ta ra đó người ta ngồi, mà nhất là con nít đó, nó ra nó ngồi có nhiều khi cả ngày. Nó cứ lẩn quẩn quanh ngôi mộ, rồi nó nói chuyện với cái người chết đang nằm ở dưới đất đó, giống như là cái người đó vẫn còn sống. Today I see too many flowers around me. Maybe the time for me to die now. Có lẽ là tới lúc sư cũng sắp được cắm cái ngôi mộ, vài cái bông trên mộ, để cho người ta tới, thành thử đông nhiều quá ha. So why the people express their feeling in that way? Thế thì tại sao mà mọi người đều là diễn tả những cái tâm tư của họ, cảm xúc của họ bằng cách đó? And even I learn a lot from the animal dog. Sometimes they go to the grave of their owner and they sit there for the whole day, not eating. Và có nhiều khi sư cũng thấy có nhiều con chó, nó đi ra ngôi mộ của chủ nó, nó ngồi ở đó cả ngày mà nó không ăn, nó ngồi đó luyến quyến. So who are they? Thế thì những cái người đấy hoặc là những con chó đấy, nó là cái gì vậy các bạn? Nó là cái gì? Are they men, women, children, old age, or the animal? Or are they something else? When they are sitting beside the grave, how do they feel? Why they express their feeling in that way? Thế thì ngay cái lúc mà người đàn ông, người đàn bà hay một đứa con nít, kể cả con chó nữa, nó quỳ ở bên cái ngôi mộ đó, rồi diễn tả tâm tư, rồi là nó rớt nước mắt. Thế thì thưa chư vị, cái lúc ấy bản chất của cái người ấy là gì? Đàn ông, đàn bà, hay là chỉ là cảm thọ, hay chỉ là những sự diễn tả, những cái sự xúc cảm ở nội tâm, hay là tại vì hối hận? Mà hối hận cũng là một dạng sự xúc cảm, mặc dù nó có tâm sân đấy. Tại sao khóc? Everything they do, every country, everybody doing the same thing, no matter how good they are, how intelligent they are. Bất chấp là người đó là giàu hay nghèo, thông minh, mà đi tới nghĩa địa thăm người thân, thì cái người đó luôn luôn là trạng thái là buồn. Trạng thái là buồn. So when they express their feeling, they feel very sad. And sadness
is actually a part of the citta mind, a part of the anger and delusion. Và khi người ta khóc, người ta buồn, trạng thái tâm của người ta đó là một phần của tâm sân, buồn là một phần của tâm sân thể hiện ra là buồn. Vì không được cho nên buồn, mà vì không được tức là sân thôi, đơn giản vậy đó. Thế thì những cái hình dáng người đàn ông, đàn bà, con nít, con chó ngồi kế bên ngôi mộ rồi nói chuyện với ngôi mộ, thì thực sự ra nhìn cho kỹ, nếu mà quán chiếu thì thấy toàn là cảm xúc, năng lượng di động và cảm xúc xảy ra. Và những sự cảm xúc ấy đa phần là buồn. Are you happy when you go to the cemetery to see your relative, your deceased relative? And you play and you talk. Are you happy? Khi các bạn tới thăm người thân đã mất, có khi nào các bạn cảm thấy quá vui không? Ta được gặp người thân đã chết. Vui quá. Không. Bất kể là tỷ phú, thủ tướng hay là người nghèo, một đứa con nít hay là người già, một nhà bác học hay là một người thường, một ông tu sĩ hay là một người bình thường, đều có cảm xúc như nhau. Và những sự cảm xúc ấy đều là những sự phản ứng lại những sự rung động trong nội tâm. Everything you do is just emotional reaction against your own image in your mind. Thế thì nếu mà xét cho cùng, tất cả những hành động chúng ta hàng ngày, những từ Dhamma đó, hay là đi tới nghĩa địa, chúng ta diễn tả cái gì? Chúng ta diễn tả những cái buồn bực của chúng ta, những cái thương tiếc là dạng buồn bực thôi, là cảm giác. Mà cảm giác đó không phải là vì người chết, tại vì người chết nằm ở trong mộ làm sao mình thấy được. Nhưng mà mình tưởng tượng ra có cái người chết như thế này. Người chết đó là cha tôi, mẹ tôi, chồng tôi, vợ tôi, con tôi, vân vân, bạn tôi. Những kỷ niệm á, nó lại đi lên. So all the historical or the past image stories in your mind now turn out like a dancing game or movie in front of you. And therefore, it activates the system, neural system, and then you react to your emotion, your own emotion, against the image, not against the reality. Cho nên khi chúng ta khóc, đi các nghĩa địa buồn khóc, là chúng ta đang phản ứng lại một cách cảm xúc vô thức những cái hình ảnh đã được lưu trữ ở trong cái thức của chúng ta, trong cái bộ não chúng ta. Tại vì người chết là không có thật nữa rồi, không còn thấy, không còn nghe, nhưng mà rất là xúc cảm. Why you cry? Why you drop your tears? Tại sao các bạn khóc? Tại sao các bạn buồn? Why do everybody cry when they go to the grave? Even the dog cry too. Tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, khi tới ngôi mộ của người thân đều khóc. Tại sao ta khóc? Ngay cả con chó nó cũng khóc nữa. The first thing, attachment. Cái điều thứ nhất là điều dính mắc. Vì có dính mắc cho nên mới có cảm xúc.
Nếu không có dính mắc đâu có cảm xúc. If you go to visit your neighbor cemetery or grave, you wouldn't cry, would you? Cho xì nước nước trắng thôi, đừng có cho cái gì trong nước hết. Có gì trong nước là nó sạch. Would you cry when you go to visit the grave of your neighbor or the one you don't know? Có khi nào các bạn khóc vì đi thăm cái ngôi mộ người hàng xóm không? Hay là đi thăm một cái ngôi mộ mà các bạn chưa hề bao giờ biết là ai không? Thấy nó có ngôi mộ đang cái lại rồi khóc, có cái chuyện đó không? Không. So the first thing which makes you cry is attachment. Cho nên cái điều mà làm điều đầu tiên máy móc thì hư, người thì sắp chết, mà chúng sanh thì nó cứ vô minh hoài. Tắt nhiều nước quạt nha. Cảm ơn. Rồi xa thuốc. So the first thing which make you cry is the attachment. Cho nên cái điều đầu tiên mà làm cho các bạn chảy nước mắt và khóc là cái sự dính mắc. Because the dead person is your some kind of attached person, the feeling relative. You see, father, my father, my mother, my husband, my wife, my children, my friends. Remember, everything you go with the mind. Mind, because the mind exists, therefore the emotional exists against the attachment. And as soon as you have attachment by any means, you cry because you suffer the loss of your attachment. Khi các bạn khóc là tại vì có sự dính mắc với cái người đã chết. Và vì dính mắc cho nên á, nó thể hiện qua bằng những cái ngôn từ hoặc là cảm xúc hoặc là suy tư. Đây là chồng tôi chết rồi, đây là vợ tôi, đây là mẹ tôi, đây là cha tôi, đây là em tôi, đây là bạn tôi, vân vân. Luôn luôn có cái tôi. Đây là cha của tôi, bạn của tôi mới khóc. Còn nếu cái ngôi mộ đó mà nó không có dính líu cái chữ tôi thì nó đâu có khóc phải không? Hàng xóm hay là người vô cớ mình thấy nó chết đầy đó, các ngôi mộ đầy đó, có khi nào mình đi ngang mình khóc đâu. Nhưng mà đứng trước ngôi mộ của cha thì lại khóc. So the first thing is attachment. Cho nên cái điều kiện đầu tiên mà các bạn bị điều khiển, cái tâm các bạn gây ra sao xuyến và dẫn tới cái khóc, đó là dính mắc. Phải có sự dính mắc thì mới khóc chứ, không sự dính mắc thì đâu có khóc. And how long would you still attached to that person? Thế thì câu hỏi tiếp là nếu có dính mắc thì dính mắc bao lâu? Bao lâu nữa đây? How many more years? Or how many lives? Bao nhiêu năm? Hay là bao nhiêu kiếp đấy? Are we going to attach to that person for a million lives after this life? Có khi nào các bạn nghĩ rằng rồi sẽ gặp nhau nữa trong cả triệu kiếp sau này, có muốn như vậy không? Don't think that the dead person know nothing. Đừng có nghĩ rằng người chết họ chẳng biết gì cả đâu. In the form of energy, we just transform the exhibition on a manifestation or the appearance.
But the core of the energy remain unchanged. Nếu mà chúng ta nghĩ tới cho cùng thì chúng ta thấy sự thay đổi là sự thay đổi về hình tướng bề ngoài thôi. Cái chết là sự thay đổi hình tướng bề ngoài thôi. Còn năng lượng là nó vẫn y nguyên như vậy. Thế thì nếu mà ta không chuyển hóa được cái năng lượng ấy thì chuyện gì xảy ra đây thưa chư vị? Chúng ta sẽ còn gặp nhau vô lượng kiếp nữa. Tại vì nó còn dính mắc. The second attribute factor which make you cry is love. Và cái yếu tố thứ nhì làm cho các bạn khóc là yêu, là thương. Đó. Là yêu, là thương. Why do you love that person? One, you may enjoy the benefit from that person. Two, emotional bondage. Three, you still want some benefit for yourself. So come back to the whole point. It's the attachment because you enjoy the benefit for yourself, not for that person. Cho nên quay trở lại, nhìn cho kỹ. Những cái mà các bạn thọ nhận được trong cái sự dính mắc đó toàn là ích lợi cho bạn không ấy chứ, đâu có cho người chết đâu. Thí dụ như người chết nuôi dưỡng các bạn lớn, là cha nuôi dưỡng các bạn lớn, thì đó do quyền lợi các bạn, chứ ông cha ông tốn cơm tốn gạo ông có ích lợi được cái gì đâu, phải không? Tất cả đều là phụng sự cho một cái bản ngã, một cái sự ích kỷ trong nội tâm. Và cái đó chúng ta gọi là yêu, thương. Thực sự là chúng ta đang phục vụ cho cái bản ngã của ta thôi, cho những sự xúc cảm của cá nhân thôi. That's called love in ordinary sense. Và đó được gọi là tình yêu theo nghĩa thông thường. So metta is different. But before we go into the metta, we try to analyze what do I get when I develop the metta. Because you always want to serve yourself. Everybody is selfish, the central. I, me, my is always central to your activity. Và chúng ta phải khẳng định một điều, con người rất là ích kỷ. Lúc nào nó cũng nghĩ tới nó trước. Nó nói là nó thương cha, thương mẹ, thương người yêu, thương vợ, thương con, nhưng mà thực sự nó phải thương nó trước. Thí dụ như nó có con, nó nghĩ người mọi người đều nói nó thương con, nhưng mà thực sự ra là cảm xúc của nó được thỏa mãn cảm xúc. Đó, vì con nghe lời, vì con dễ thương. Chứ nếu mà đứa con mà nó ngỗ nghịch, nói không nghe, tối ngày nó cãi thì nó đâu có thương, nó không có cảm xúc, đúng không? Cho nên tất cả đều nó thương cái cảm xúc của nó. Thỏa mãn cảm xúc. Cho nên nó trở thành rất là ích kỷ. Nhìn cho kỹ đi, sẽ thấy nó như vậy. Bây giờ chúng ta, bởi vì như thế cho nên chúng ta phải coi cái, nếu tôi phát triển tâm từ, tôi sẽ được cái gì? Here I give you only few suggestions from scientific proof, even from the sutra. But you look at the benefit of the metta. Number one, increase positive emotion and decrease negative emotion. Đây là một vài cái lượm lặt ở trong khoa học, y khoa, cũng như trong kinh sách, những lời Phật dạy, để chúng ta thấy cái lợi ích của sự phát triển lòng từ. Cái thứ nhất là phát triển lòng, phát triển những cái cảm xúc tích cực và giảm đi những cái cảm xúc tiêu cực. Positive emotion may be the forgiveness. That's one way. And negative emotion is just a hatred. Thí dụ như là cảm xúc mà tích cực thì có thể nói là tha thứ. Cái sự tha thứ đó là sự phản ứng tích cực. Và ganh tị, ghét thì đó là cảm xúc tiêu cực. Increase the tone with increased positive emotion and feeling of social connection. Decrease migraine, decrease chronic pain, decrease PTSD, decrease xenophrenia spectrum disorder, activate empathy and emotional processing in the brain,
increase gray matter volume, increase the respiratory sinus arrhythmia, slow biological aging. Cái lòng từ nó phát triển nhiều cách lắm, nhưng mà đây sư thấy có những cái nó ích lợi cho nhiều người, mà nhiều người đã đến hỏi sư rồi, cho nên sư lượm lại những cái thực tế thôi. Thứ ba đó là giảm cái nhức đầu. Thường thường quý vị lo lắng suy nghĩ nhiều, rồi là tức giận nhiều, nó ưa bị nhức đầu. Có nhiều khi ngồi thiền nó nhức đầu căng thẳng lắm, thì nếu mà tu tập lòng từ, cái tâm từ nó phát triển thì cái bệnh nhức đầu nó mất. Hoặc là những cái bệnh mà đau đớn mà nó rất là khổ sở, như ung thư hay là ung bướu hay là đau gan, đau gì đủ các thứ, nhức răng chẳng hạn, nhức răng rất là đau. Nhưng mà nếu mà mình tu tập được lòng từ, mình trải tâm từ, mình thương các tế bào, thì cái sự chịu đựng nó lên và cái đau nó cũng giảm. Và nó làm cho cái bộ não đó hăng hái hoạt động, chứ không có lười biếng. Và đặc biệt nó làm cho hệ thống thở đó, thở hơi thở ra hơi thở vào đó, được điều hòa. Mà nếu hơi thở được điều hòa thì cái lợi ích của thân đó là hơi thở nó mang oxy vào, nó nuôi toàn bộ cơ thể, và đặc biệt nó nuôi não. Não rất cần oxy. Khi nào quý vị ở trong phòng đóng kín cửa lại, oxy không đủ, cảm thấy khó thở, mắt nó mờ, rồi cái não nó nhức đầu khó chịu, thì những lúc đó nên đi ra ngoài hít thở. Tất cả nó đều tạo nên những cái hơi thở rất là tốt. Lòng từ á, cái tâm từ mà hết tăng á, thì làm cho hơi thở được tốt đẹp, không bị xuyễn, không bị những cái bệnh đó. Và cái điều quan trọng nữa mà sư biết quý vị rất thích, nó là giảm cái mức độ già, tức là cái tiến trình lão hóa. Mà nếu có tâm từ thì nó trẻ, nó giảm bớt cái sự lão hóa nhanh. Thường thường người ta lão hóa rất nhanh. Sư thấy ở đây có những vị mới có 60, mặt mày da nhanh này kia. Sư xem lại sư 77, 78 tuổi mà sư thấy dường như là quý vị đó già hơn sư. Mới có 60 mà thấy già hơn sư. Lý do tại sao? Tại vì ta thiếu lòng từ, ta lo lắng, người ta phiền não nhiều, cho nên người ta mau già, lão hóa nhanh. Còn nếu người có lòng từ thì nó cũng lão hóa, nhưng mà lão hóa chậm. Lão hóa chậm. Và có nhiều khi tới lúc 100 tuổi nó chết rồi đó, sắc mặt nó vẫn nhuận tươi, nó vẫn hồng hào, nó không có nhăn nhó gì hết. Sư chứng kiến có nhiều vị sư 90 mấy tuổi, gần 100 tuổi chết, mặt hồng hào như là con nít vậy đó, da trắng bóc à, mặt rất là hồng hào. Tại vì người ta không có lo lắng, không có phiền não gì hết. Sư giờ chỉ còn có mỗi cái phiền não, quý vị biết không? Có một cái duy nhất à? Thôi không nói nữa không? Nào, what is the meta? Thế thì thực sự ra cái lòng từ là gì? Ở đây có cái bài kinh đó, bài kinh Karaniya Metta Sutra. Sư chép lại đây là quý vị nào lúc rảnh thì ra xem. Nhưng mà ở đây chỉ nói cái đó vắn tắt như thế này nè. Giống như người mẹ bảo vệ sự sống và hạnh phúc của đứa con ngây thơ, giống như vậy. Nói tánh tách nghĩa là như vậy, tức là người mẹ nào cũng vậy, mà đứa con nó còn nhỏ mà nó lại ngây thơ, dễ dàng phạm lỗi, thì người mẹ lúc nào cũng cố gắng bảo vệ nó, cho nó đừng có té ngã, cho nó đừng có bị bệnh hoạn. Thì cái tình thương đó nó là một, thể hiện một phần của cái tâm từ, cái lòng từ. One thing you have to know is the metta is a transformation of the anger.
Metta and anger both end of the stick. Một điều quý vị nên nhớ rằng cái tâm sân á, với cái tâm tử á, nó là hai đầu của một cái cây gậy, một cây gậy thôi. Nhưng mà đầu này á, là tâm sân, đầu kia là tâm tử. Tùy quý vị muốn nắm đầu nào nắm thôi. Nó cùng một cây gậy chứ nó không có gì khác. Bản chất nó đều giống nhau. Everything is just emotional energy, emotional energy and emotional reaction to the vibration caused by the energy. Very simple. Tâm từ hay tâm sân chỉ là những cái phản ứng, là những cái sự xúc cảm ở trên thân và tâm của mình. Khi có sự xúc cảm do sự rung động, cho nên mình phản ứng lại, mới có phản ứng lại thì nó sinh ra năng lượng. Một là tâm từ, hai là tâm sân. Và nó giống như cái cây gậy á, các bạn nắm hai một đầu là tâm sân, đầu tâm từ, đầu nào cũng vậy thôi. There is a proverb, a very funny proverb from the a great philosopher. And he said, anger and love, it's just the two ends of a tool. So it doesn't matter which part you pick up, you get a dirty hand. Và có một vị triết gia đưa ra cái câu này cũng rất là hay, là tâm từ và tâm sân nó là hai đầu. Nhưng mà hồi nãy sư nói là khiêm tốn là hai đầu của một cây gậy. Cái vị triết gia này thì lại nói khác, nó là hai đầu của một cục phân. Thành thử ra các bạn nắm đầu nào tay cũng dơ hết đó. Các bạn nắm vào đầu nào tay cũng dơ hết. Nắm vào tâm sân cũng dơ, mà nắm vào tâm từ cũng dơ. Đấy. Tại vì bản chất nó đều là giống nhau, nó là phản, nó là sự rung động. Mà mình có phản ứng lại. So what is the metta? The true metta is actionable. Metta ở đây không phải là ngồi cứ suy tư rồi nói tôi thương cái này này, tôi thương anh, tôi thương em, tôi thương con rắn, tôi thương cái bông, cái hoa. Không có suy tư mà nó tạo ra cái metta được. Cái lòng từ đó phải có hành động, tức là phải nhìn, rồi phải thò tay, phải làm, nó mới tác động lên cái lòng từ. Ví dụ như bây giờ mình thấy một người nó té, mình không thể nào mình nhìn, mình phát triển lòng từ được, mình mới thò tay đỡ người đó lên, không? Chẳng hạn như một đứa bé nó lại, hoặc là con chó đi, con chó nó lại, nó nhìn mình nó vẫy đuôi, mình nhìn nó vẫy đuôi mình biết nó đang thích rồi. Mà nếu bây giờ mình cứ ngồi đó mình nhìn hoài, nó không có ảnh hưởng gì hết, nó không có phát triển được cái lòng từ. Cho nên lòng từ phải làm việc, tức là cái tay phải thò ra vuốt cái đầu nó một cái. Tức là cái diễn tả bằng hành động để chứng tỏ là cái tâm từ nó là hành động. Cho nên tâm từ nó là phải có hành động. The metta is manifested in the action, it's not by imagination. Cho nên cái tâm từ là thực hiện, là hành động, chứ không phải là cái tâm từ là tưởng tượng, không có. Second, metta is non-self dwelling. Thứ gì, cái tâm từ là luôn luôn an trú ở trong cái vô ngã. Không có tôi làm cái việc này cho người này vì là tôi thương người đó, để rồi người đó cho lại tôi. You think about yourself when you talk to your father, when he's alive, he give you everything. But you say you love your father. Why? You love him. If you analyze it critically, you just want something more. You want comfort. You want love from him. You want the material thing from him. If he doesn't give you the material, he doesn't give you the love, you hate him. You don't want him anymore. Thí dụ như cha quý vị, nếu người cha đó cho quý vị các thứ nhu cầu các bạn cần,
chẳng hạn như vật chất, tình thương, an ủi, người ta cho mà các bạn nhận thì các bạn có cái tâm từ phải không, thương ưa thích phải không. Nhưng mà nếu như trường hợp mình muốn cái thứ đó mà người cha không cho, ông gặp mình ông ghét, ông cứ chửi bới hoài, xin cái gì ông cũng không cho, thì ta có thương không? Bắt đầu ta cảm thấy bực bội phải không? Cho nên cái metta đó, nó là phải có phản ứng, và nó phải nằm ở trong cái vô ngã, tức là không có cái ngã trong này. Còn nếu có cái ngã, tức là ta ích kỷ, ta chỉ muốn thọ nhận. Lưu tâm tới cái chữ ngã, tại vì cái đó là phản ứng nơi sự cảm xúc. Quý vị học tới nay quý vị biết rồi, tất cả những sự phản ứng cảm xúc của nội tâm là những cái hình ảnh ở trong lưu trữ trong cái ký ức của mình, đều dẫn tới sự phát sinh của cái ngã. Vì nó muốn thỏa mãn, và nó phải thỏa mãn được thì cái đó là ngã phát sinh. Vậy có ngã phát sinh thì cái đó là không có phải là metta. Metta là non-self, không có ngã. It's like the father giving something to the children, never think of something else. Cũng như khi người cha cho những đứa con những món quà, không bao giờ nghĩ rằng là tôi cho nó rồi nó sẽ cho tôi cái gì. Không bao giờ nghĩ, chỉ muốn làm cho cái đứa con mình được vui, được hạnh phúc thôi. It's like me, every day I give the Dhamma lecture to you. Somebody is very nasty. They don't care and they keep quarrel. But it doesn't stop me from giving more. Hằng ngày giống như sư vậy đó, hằng ngày đều giảng cho quý vị nghe. Rồi có những học trò rất là ngỗ nghịch, tối ngày nó cãi lộn, nhưng mà không vì đó mà sư thôi không có cho nó nữa, vẫn cho. Còn cái chuyện giống như mưa đó, nó nhận được hay không là chuyện của nó, phải không? Người cha cũng vậy, người cha thương đứa con, không bao giờ nó cho đứa con món quà hay là cho cái tình thương rồi nói đứa con phải đáp ứng lại. Cái đó nó không có cái, nó cũng có một phần cái ngã trong đấy, nhưng mà nó nhỏ. Còn trong khi các bạn nhận lại của người cha, các bạn nghĩ là các bạn thương cha, nhưng mà thực sự là các bạn đang thương các bạn. You just want everything for yourself. Các bạn chỉ muốn những cái các bạn cần: vật chất, tình thương, sự chỉ bảo, trí tuệ. Mà nếu như người cha không đáp ứng thì bạn chán quá. Even though he's your father, mặc dầu người đó là cha, là đẻ ra các bạn, nhưng các bạn vẫn không có cái tâm ưa thích, tại vì không có được quyền lợi. Cho nên cái tâm từ mà nếu có cái ngã trong này thì nó rất là ích kỷ. The third one is calm. Metta is always calm, it's not violence. Nói lòng từ á, thì luôn luôn nó là khinh an, nó không có nổi sóng. Cho nên ngay cả trong mắt mình nhìn á, mình cũng không có nổi sóng, không có giận hờn, không có bình thản đó. Mình thấy like me, when I see the flower, I know I'm going to die and the flower will be put on my grave. Cũng như sư vậy thôi. Bây giờ sư nhìn thấy cái bông này, có nhiều người nghĩ là nó đang trang hoàng cái chỗ để mà thuyết pháp cho đẹp. Nhưng mà sư thì lại nhìn khác. Sư nhìn thấy sư đang nằm ở bên dưới đó, bên trên đó là những cái bông nó trồng bên trên. Nó là như vậy thôi, đó là sự thật. Có những người đệ tử nó cũng mong sư chết đi cho rồi nó cắm cái bông lên. Thành thử là cái chuyện đó bình thường, và sư cũng không có cảm giác gì, không có phản ứng gì hết. Tại vì nếu mình không có dính mắt, mình không có phản ứng thôi. I can tell you sometimes you have to let it go, otherwise you come back to see the same person again for many lives in the future. Cho nên đó, sư nói thật với quý vị, chúng ta phải cần tu tập cái tâm xả. Tâm xả để rồi á, là kiếp sau chúng ta không có gặp những cái con người như vậy nữa. Bây giờ mình phản ứng theo cảm xúc thì nó tạo nên nó oan trái, tạo nên thương ghét, và kiếp sau sẽ gặp lại nữa.
Do you want to see your own husband or your wife in next life and get married in another life? Các bạn muốn tiếp tục gặp người vợ, người chồng của mình, người con của mình một kiếp nữa hay không? Rồi sống như vậy biết đâu nó lại là còn đau khổ hơn. This life you may enjoy some luxurious item, but next life you may become something else. Kiếp này thấy được hạnh phúc không? Chồng nấu cơm cho ăn, nhưng mà biết đâu kiếp sau á, chồng ông cũng cho ăn vậy. Không, cẩn thận. Trong cái hình tướng nào, không? Không phải là giống như vậy đâu, không? Cũng cho ăn vậy, yên tâm, không? Mong ước gặp thì sẽ gặp. Next point is peace. Always the mind is peace. Metta is about peace. No violence, no against, no war. Thì cái metta đó, tâm từ đó, trong cái tâm từ đó, nó không có chiến tranh. Không có chiến tranh với nội tâm, không có chiến tranh với bên ngoài. You have no war with anybody. You have no war with yourself. You are so peaceful within yourself. Các bạn không có tạo mâu thuẫn đối với người ngoài, mà các bạn cũng không có tạo mâu thuẫn đối với nội tại, nội tâm. Lúc nào nó cũng là hòa bình, lúc nào nó cũng là an vui. Tại vì nó xả mà. Nó biết rằng các pháp là vô thường, tất cả chỉ là cảm xúc, tất cả chỉ là sự rung động. Thì tại sao nó lại phản ứng chiến tranh làm gì? Tại vì nó chỉ là cảm xúc thôi. Mà bây giờ ta gây chiến thì ta gặp nhau nữa hay sao? Tại vì ấy còn chống đối, còn mâu thuẫn, thì nó không giải quyết được. Và cuối cùng nó sẽ gặp nhau không những một kiếp mà nhiều kiếp. In the Dhammapada, probably you remember the story of two women keep recycling rebirth of animals for 500 lives. Chắc các bạn còn nhớ câu chuyện hai người đàn bà vì sân hận mà sanh ra làm cầm thú 500 kiếp để trả thù nhau. So make peace for yourself, make peace among yourself, and make peace within yourself. Hãy cho nên ở đây hãy tạo ra cái hòa bình trong nội tâm, đừng có chống đối cái nội tâm, và cũng đừng chống đối những đối với người khác, đừng có là tạo chiến tranh đối với nội tâm, đừng tạo nên chiến tranh đối với người khác, luôn luôn giữ trong cái thế gọi là hòa bình. If somebody says something to you, you just ignore it one way. Another way you say, if you want to stop that person, you say, I'm sorry, that's finished, no more conflict. Có hai cách để các bạn giải quyết các cái sự xung đột. Cách thứ nhất, tránh né người đó đi, hoặc là không muốn nghe người đó nữa, không nhìn tới người đó nữa, kệ nó muốn làm gì làm. Cách thứ nhì á, là nếu người ta nói cái gì, làm cái gì á, là các bạn cứ nói xin lỗi. Xin lỗi anh, xin lỗi chị, xin lỗi em. Mà mình xin lỗi rồi thì nó chẳng có lý do gì để nói nữa. Và lần sau nó gặp mặt mình, nó chỉ biết mình chỉ có biết mới một chữ thôi, xin lỗi thôi. Thì nó cũng chán quá, nó cũng không nói gì nữa. Và từ đó mình chấm dứt sự xung đột nội tâm, xung đột bên ngoài. Next one is friendly. You must be friendly with yourself and you're friendly with the everybody else. Và thân cận đối với bản thân. Trước hết phải thân cận đối với bản thân. You have to love your body. 500 billion cells in your body. Các bạn phải thân thương đối với cái thân của các bạn. Tại vì thân các bạn gồm có 500 tỷ tế bào, 500 tỷ cái sinh linh. Các bạn phải thương nó. Không thể nào các bạn bỏ nó được. Nếu các bạn bỏ nó thì các bạn sẽ không phát triển được tâm từ. Tại vì chính nó là một thành tố trong tâm từ. When all the cells in your body calm, peace, harmony, the whole body will be harmonious. Nếu các cái tế bào ở trong thân các bạn luôn luôn được mát mẻ, luôn luôn được khinh an, luôn luôn được khỏe, nó không có chống đối nhau, thì các bạn có một cái cộng đồng hòa bình, và cái thân các bạn lúc nào cũng vui, và các bạn không bao giờ bị bệnh hoạn, không bao giờ bị khó chịu, không bao giờ bị sân hận. Tại vì tất cả các tế bào nó đều là hòa hoãn với nhau, đều là vui vẻ với nhau. Metta is non-attachment. Tâm từ là không có dính mắc.
Not because I love that person, I have more metta. I love another, I don't love that person, I don't have the metta, it's wrong. Metta ở đây nó là sự phản ứng cảm xúc một cách có suy tư. Cho nên không phải vì tôi có lòng từ rồi tôi thương người này tôi giúp mà tôi không thương người kia. Tôi giúp là vì tôi muốn giúp, tại vì cái tâm từ nó là phản năng, bản năng của nó là muốn cho đi, nó là hành động và vô ngã, nó không có phân biệt, nó không có chấp, và lúc nào nó cũng muốn cho đi, muốn giúp đỡ. Cho nên nó không có phân biệt là người này tôi giúp vì người này nói tử tế với tôi, người kia tôi không giúp tại vì người kia luôn luôn tạo mâu thuẫn với tôi. Lúc nào nó cũng thân cận, mà trước hết nó phải thân cận, thân thương đối với bản thân của nó. Tại vì bản thân gồm có 500 tỷ tế bào. Ăn, uống, ngủ, nghỉ đều ảnh hưởng tới các tế bào ở trong thân. Nếu chúng ta không tỉnh giác, chúng ta sẽ phạm tội sát sanh, giết rất nhiều tế bào ở trong thân. Believe me, if you drink alcohol, just one glass of beer, you kill about 100 million cells in your body. Khoa học nó đã chứng minh nếu các bạn chỉ uống một ly bia thôi thì các bạn đã giết cả hàng trăm triệu cái tế bào ở trong thân rồi. Cho nên vấn đề ăn uống, đi đứng nằm ngồi đều có ảnh hưởng tới sự sinh tồn của cái bản thân. Và nếu các bạn không yêu được cái thân các bạn, không có lòng từ đối với thân các bạn, thì làm sao các bạn có lòng từ đối với người khác? So you must have the non-attachment metta. Nói tới lòng từ, tâm từ thì các bạn phải nên nhớ một điều không có dính mắc. Tại vì dính mắc thì nó sẽ có cảm xúc, phản ứng cảm xúc. Mà nếu phản ứng cảm xúc là có ngã, có nhân có ngã, là ông xã của tôi, bà xã của tôi. Nhưng mà nếu tâm từ thì ông xã của người hàng xóm mình vẫn quý như thường. Nếu ông có lỡ ông bệnh, ông sắp chết thì mình cũng chạy sang mình lấy thuốc nhà mình đem mình cho người ta. Chứ mình không có phải phân biệt ông xã của tôi mới cho thuốc, còn ông xã nhà hàng xóm tôi không cho thuốc. Mình thấy ông sắp chết mình vẫn cho thuốc như thường. Đó, tâm từ nó vậy, nó không có dính mắc. So even your relatives die, you have the metta, you don't develop the attachment, you don't cry. Cho nên khi cái tâm từ nó mạnh thì một điều là vì nó không có dính mắc, cho nên người thân mà có mất chúng ta sẽ không khóc. Tại vì ta không có dính mắc, ta biết rằng ai cũng chết, rồi ta cũng chết thôi. Gia ta có giỏi, ta có thông minh, ta có giàu có, ta có quyền chức, vân 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 vân, thì khi chết ta, cái xương ta nó cũng tan. Và thế ta hiểu được như vậy, ta không có dính mắc tới cái ta, mà ta cũng dính mắc tới người, ta cũng dính mắc tới sự kiện. Cho nên ta có cái tâm từ. Tâm từ là bản chất của nó là không dính mắc. Nếu có dính mắc thì nó trở thành ra là ái. Nếu có dính mắc thì nó trở thành ái. Mà nếu có ái thì các bạn biết rồi, nếu có ái thì lập tức có vô minh. Hễ có ái thì có vô minh. Ở trên cái bảng đó, hễ có ái thì có vô minh. Mà hễ có vô minh thì mới có ái. Mà tâm từ là nó có trí tuệ, cho nên nó biết. Tu tập thì nó sẽ biết, tâm từ nó sẽ biết là có ái ngã, dính mắc. Mà dính mắc thì là có phản ứng, mà cứ như vậy là tạo nên những sự xung đột nội tại và bên ngoài. And non-emotion, cái tâm từ nó không có xúc cảm, nó nhẹ nhàng. The metta like the honey is not like the sugar. Metta đó, tâm từ đó, nó có thể được ví giống như là mật ong đó, nó dịu dàng, nó không có giống như là đường hay là kẹo, nó rất là ngọt gắt. Metta nó cứ thuần như vậy thôi. Và vì nó không có dính mắc, cho nên nó sinh ra cái tuệ. Without the attachment, the metta is a part of the wisdom. Quý vị nhìn thấy trên bảng đó, bảng trắng đó, là metta nó là một phần của cái trí tuệ. Tuệ giác vì không có dính mắc.
lòng từ mà không dính mắc, cho nên nó là một phần của trí tuệ. There will be no self, no me, no mine, not my husband, because you know, with the wisdom, you know everybody die. And when they die, the relationship finished. The only thing remain is the image or the memory. Khi cái người thân mình chết, thực sự ra thì là chấm dứt. Còn lại chăng là những cái kỷ niệm, những cái ký ức ở trong đầu thôi. Ký ức ở trong đầu thôi. Ngoài ra không có gì hết. Chết là hết. Sự quan hệ giữa mình với cái người đó chấm hết. If you know for sure when you die or that person die, the relationship finished, terminate, then you change your living style. You change the way you live. You change the way you think. So that it will create a mutual benefit for both you and that person. Nếu như các bạn biết rằng cái người thân của mình mà khi nó chết rồi thì nó chẳng còn cái gì cả, kể cả sự liên hệ của mình đối với người đó cũng không còn nữa. Nó chỉ là những ký ức buồn vui ở trong cái não, những sự nhung nhớ, những ký ức. Mà nếu biết được như vậy thì trong lúc còn sống với nhau, các bạn sẵn sàng tha thứ, thương yêu và giúp đỡ nhau. Tại vì biết rằng nếu ta không làm những cái việc đấy cho người thân của ta, hay người bạn ta, hay người con ta, hay em ta, thì khi nó chết là mình không còn cơ hội để làm nữa. You experience that. And metta is non-emotion. Và metta nó không có là cảm xúc. Nó thuần như vậy. Tự nhiên nó làm vậy thôi. Thí dụ thấy người té, tự nhiên đưa tay đỡ, chứ nó không có đợi có cảm xúc là người đó phải là cha tôi, mẹ tôi mới đỡ, người hàng xóm tôi không đỡ. Và nó cũng không có nghĩ tới cái hậu quả là tôi đỡ lên rồi không biết cảnh sát nó lại nó vu cáo tôi là làm cho bà té. Nó không nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Nó không bao giờ nghĩ tới. Nó chỉ cái lòng từ đưa tay ra đỡ thôi. Còn chuyện gì xảy ra không bao giờ nó nghĩ. Cái lòng từ nó như vậy đó. And metta is a part of the wisdom, because without the metta, without loving kindness, you cannot have the wisdom. Wisdom is experience of the suffering. Through the suffering, you generate the wisdom. So metta is one way or the foundation for you to experience the suffering. You know the suffering, you know nature of the suffering, you know the how to transform the suffering into loving kindness. Và metta là tâm từ, nó là một phần của trí tuệ. Tại sao vậy? Tại vì những người nào có trải nghiệm khổ đau, trải nghiệm khổ đau mới có trí tuệ. Mà muốn có trải nghiệm khổ đau thì trước hết nó phải có ưa thích cái gì, dính mắc tới cái gì nó mới đau khổ. Dính mắc tới cha, dính mắc tới chồng, dính mắc tới con, rồi con chết, cha cháu chết, chồng chết, rồi nó mới khổ. À, cho nên nó có cái tình thương, cảm xúc. Rồi từ tình thương, cảm xúc nó phát triển được cái từ, tức là không còn dính mắc nữa, không còn cảm xúc nữa, mà chỉ gọi là thương một cách nhẹ nhàng. Cái năng lượng nó được chuyển hóa. Và khi năng lượng chuyển hóa, nó không còn dính mắc, nó không còn xúc cảm, không còn phản ứng xúc cảm nữa, thì tự nhiên nó là khinh an. Và trong trạng thái khinh an đó là tâm từ nó trở thành ra tuệ giác. So now you have learned many things. You learn that your body and your environment or your realm of existence is just the energy, and everything is just about the feeling, and you react accordingly. If the feeling is good, you react positive. If the feeling is bad, you react negative. And it's just about the feeling and your emotional reaction against the feeling. Your own feelings, nothing else. Thế thì cho tới ngày hôm nay các bạn đã học, các bạn đã biết toàn thân các bạn chỉ quy tụ lại, nó là cái dạng năng lượng. Và những cái hành động của các bạn phản ứng lại những sự cảm xúc một cách vô thức tạo nên cái con người của bạn. Somebody like eating. Somebody don't like eating. Somebody like talk. Somebody don't like talking.
Có những người thích ăn, có người không thích ăn. Cho nên đối với họ ăn không quan trọng, ăn cũng được, không ăn cũng được, từ tốn ăn, ăn ít cũng được, ăn nhiều cũng được, người ta không quan trọng, tại vì người ta không thấy cái ăn là quan trọng. Có những người phản ứng ưa thích nói, họ không kiểm soát được cái tâm của họ, họ muốn nói họ nói thôi, thì cái đó cái phản ứng của tâm à, và nó tạo nên cái lối sống nó như vậy. Nó là giống như quý vị làm ở trong hãng xưởng đó, quý vị muốn chế ra con búp bê kiểu gì, nó có cái khuôn à, rồi chế ra cái khuôn rồi cái bắt đầu làm ra con búp bê kiểu đó. Thì con người cũng vậy, chúng ta là những con búp bê ở trong những cái khuôn giáo dục, suy tư, hành xử, giới luật, đời sống, tất cả hàng ngàn thứ nó tạo nên cái khuôn để rồi chúng ta thành ra con cái búp bê ở trong cái xã hội đó. Nếu chúng ta ưa quen nói chuyện nhảm thì nó cũng là một cái loại cái khuôn nó đúc như vậy. À. So one way to change the karma into the metta and the metta into the wisdom is to change lifestyle, the habit. Và chỉ có một cách duy nhất để chuyển hóa từ cái nghiệp, cái thói quen xấu, cái nghiệp, cái môi trường sống hay là những thói quen xấu, chuyển hóa ra thành là metta, tức là tâm từ, là phải thay đổi lối sống, thay đổi cái sinh hoạt hàng ngày, ăn uống ngủ nghỉ, nhìn nghe ngửi nếm đều phải thay đổi. Và những cái thay đổi đó thì nó tạo nên những sự thay đổi về cảm giác, mà thay đổi nơi cảm giác, cảm xúc thì thay đổi nơi cái nội tâm, và đó là thay đổi cái từ cái tâm sân ích kỷ nhỏ mọn thành ra cái tâm từ rộng lượng, tha thứ. To the central thing in reality, you just change your way of living, change the habit. Cho nên thực sự ra để phát triển tâm từ, thứ nhất các bạn phải thay đổi lối sống. Lối sống bừa bãi hồi trước, ham ăn ham ngủ, bây giờ thay đổi lại, ăn uống đều có chánh niệm, ngủ đều có chánh niệm, tỉnh giác, thì tâm từ nó sẽ có. Cái thứ nhì, thay đổi những cái thói quen. Thí dụ như ưa thích uống cà phê, cẩn thận kiếp sau có thể thành con sâu cà phê. Bây giờ ta thấy vậy ta bỏ, ta không uống nữa, thì tự nhiên tuệ giác nó phát triển thôi. Xưa đến giờ mình ưa cãi cọ, bây giờ mình không cãi cọ nữa thì mình trở thành con người cao thượng. You see around all the people, when the good people, they never argue, they never quarrel with anybody. Các bạn cứ nhìn đi, những cái vị chẳng hạn như là vị thánh giả hay những vị mà nổi tiếng, chẳng hạn như là ông Pope, lãnh đạo Thiên Chúa giáo bây giờ đó, ông có cãi cọ với ai đâu. Ông không thích cãi cọ. Even the Buddha during his lifetime, the Buddha in the sutra make a very profound statement. The Buddha said, I never argue with anybody. It's just everybody try to argue with me. Và Đức Phật có nói một câu nổi tiếng ở trong Kinh Trung Bộ. Như Lai không hề có ý định và cũng không có muốn cãi cọ với ai hết. Toàn là chúng nó lại đi kiếm Như Lai để cãi cọ, tranh luận hơn thua, lý thuyết này, lý thuyết kia đúng, cách hành xử này, hành xử kia để làm nhục mạ Như Lai. Mà Như Lai không hề cãi cọ với ai hết. If you want to be a Buddha, you want to be a good person, stop bad habit. Nếu các bạn muốn trở thành người tốt, muốn trở thành con người cao thượng và thay đổi cuộc sống, thay đổi tư cách để rồi mình thăng hoa, mình có thể trở thành là giải thoát, thì thứ nhất thay đổi lối sống. Thay đổi lối sống, ham ăn ham ngủ rồi ham này kia đủ thứ, bê bối, không có tổ chức, phải thay đổi lối sống. Thứ nhì, thay đổi cái tánh xấu. Những cái gì tánh xấu của mình thay đổi đi. Nobody can help you, only you. Only can you can change yourself, nobody can change yourself. Không ai có thể thay cho các bạn được đâu. Ông Phật cũng không có giúp cho các bạn điều đó được. Phật không giải nghiệp chúng sanh. Các bạn phải tự thay đổi cái tánh xấu của mình, thay đổi cái lối sống của mình. Chỉ có hai điều kiện đó thôi, các bạn sẽ trở thành Bồ Tát, các bạn sẽ trở thành người cao thượng, và các bạn sẽ tìm cho các bạn con đường giải thoát với tuệ giác ở từ nơi tâm từ.
How to develop the metta habit to control prevention, elimination, mental kindness, speech kindness, action kindness, mindfulness and wisdom. Thế thì phát triển tâm từ bằng cách nào đây? Thứ nhất, những cái tánh, cố tập tành những cái tánh tốt và cố loại bỏ những cái tánh xấu, thói quen xấu loại bỏ đi, mà cố gắng tập những cái tánh tốt, lắng nghe, kham nhẫn, đóng góp ý kiến, hỗ trợ người này, giúp đỡ người kia, không cãi cọ, không ích kỷ. Thứ nhì, luôn luôn kiểm soát các hành động của mình, đừng có để cho nó chạy theo cảm xúc. Third one, prevention, ngưng lại tất cả những cái gì mà có ảnh hưởng tới cái sự đời sống của mình. Thí dụ như báo chí, truyền hình, TV có những cái nó không có tốt, nó làm ảnh hưởng nơi mắt, nơi tai, ngăn ngừa nó, đừng có xem. Elimination, something in your mind, in the past memory, doesn't matter if it's good or bad, try eliminate it, because every piece of the historical information in your brain will create the vibration and the memory, always create the emotion. Tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có nhận được đều do, đa phần lớn là đều do những cái thông tin lưu trữ ở trong đầu và trong quá khứ. Cha tôi như thế này, mẹ tôi như thế này, rồi nhớ, rồi thương, rồi mình phản ứng là những cái hình ảnh đó, chứ không có phản ứng cái hình ảnh thật đâu. Cho nên bây giờ loại trừ cái đó đi. Ngồi thiền hay là đi thiền, nó đều nhảy lên, nhận biết nó, bỏ. Next is mental kindness. Lúc nào cái tâm từ cũng là ở trong cái ý từ trước. Đừng có ý nghĩ về ai, chống đối ai, hay là khinh chê ai, mà hãy có tâm từ. Tại vì mình phải thương mình trước, mình phải có tâm từ trước, rồi mình thương người ta. Lúc nào cái ý là ý từ, không có chống đối, không có ganh ghét, không có tham, không sân, không si, không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói láo. Trong ý mình không hề có nói láo, đó là tâm từ đây. Cho nên Đức Phật nói giới đi với từ, có giới thì có từ. Speech kindness, lời nói ra lúc nào cũng tử tế, lời nói từ ái, lời nói tha thứ, lời nói khuyên lên, chứ không phải lời nói chỉ trích, lời nói hành học, hay là lời nói ngã sở bị thử, chứng tỏ là mình giỏi hơn người ta, là người ta dốt hơn mình. Tất cả đều là sai. Action kindness, luôn luôn có những cái hành động về tâm từ, biểu hiện ra tâm từ, giúp đỡ, chia sẻ và giúp đỡ người này người kia. Và quan sát cái thân của mình, tất cả các cử động đều phải có chánh niệm, còn không có mình sẽ làm khổ mình. On one occasion, during the Buddha lifetime, a group of the monks, a senior monk, come to the Buddha and pay respect to the Buddha. And the Buddha asked them, "Have you seen the senior monk just walking out?" Có một nhóm người tu sĩ cũng là nổi tiếng mà đông lắm tới thăm Đức Phật. Mà khi Đức Phật dùng cái tâm từ Ngài quán chiếu, Ngài biết rằng cái nhóm này nó sắp sửa chứng A-la-hán, nếu Ngài thuyết pháp cho nó nghe được, nó chứng A-la-hán. Và Ngài có tâm từ. Cho nên khi đợi cái nhóm đó đến đỉnh lễ Ngài, Ngài mới hỏi: "Này các chư tỳ khưu, các ông có thấy có một vị trưởng lão vừa mới đi ra hay không?" The group of the monks say, "No, I see only the very little Samanera. Very young Samanera, not the even the bhikkhu." Và các vị tỳ khưu đó mới nói: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con chỉ thấy có một vị sa di bé bé đi ra thôi, chứ không có một vị trưởng lão nào hết." Nguyên văn ở trong kinh nói như vậy: "Chúng con chỉ thấy có một vị sa di bé bé đi ra thôi, chứ chúng con không có thấy vị trưởng lão nào hết." The Buddha say, "Those who has no hatred, no desire, no violence, no greed, no anger, no delusion, I call that the bhikkhu.
or the senior monk, or the the great monk. Và Đức Phật nói như thế này: này các chư tỳ khưu, những người nào không còn tham sân si đều thanh tịnh, không còn ưa chống đối, không còn ưa chỉ trích, không còn có những cái hành động bất thiện pháp, ý không thiện pháp, lời nói không thiện, lời nói là không bất thiện pháp và hành động không bất thiện pháp, đều có tâm từ, thì ta gọi những người ấy là bậc trưởng lão, là sa môn. Cho nên dẫu là cái vị sa môn ấy mới còn bé và chỉ là sa di thôi, nhưng mà Đức Phật vẫn nói rằng cái vị ấy là sa môn, tại vì nó không còn tham sân si phiền não, nó không còn dính mắc. Hễ còn dính mắc thì đều có cảm xúc, mà hễ có cảm xúc thì ưa cãi cọ, ưa tranh thủ, ưa được hơn về phần mình. Và như vậy là mất đi cái tư cách của mình, mất đi cái, và tự mình tạo nên một cái lối sống là lối sống đam mê cảm giác dục lạc. Tại vì mỗi lần mình chiến thắng ai đó mình thích lắm, và như vậy cảm giác đó là cảm giác dục lạc, mà nó tiếp tục dẫn mình đi vào trong cảnh khổ địa ngục Atula. You know Atula? Các bạn có biết Atula là gì không? Atula is someone who follow the Buddha. They achieve some level of meditation. They can attain the magic power. But they still get upset, anger. So they cannot attain any other level except only the Atula. Atula là một nhóm người trong lúc sống tu tập, cũng có tu, cũng có hành thiền. Vì có tu, có hành thiền cho nên khi chết nó có thần thông. Nhưng vì cái tâm sân hận nó ích kỷ, nó không có tâm từ, nó ích kỷ, nó muốn bảo vệ nó. Và vì như vậy nó phát triển cái tâm sân ngầm hay là lớn, và cuối cùng khi chết nó trở thành ra Atula. Atula là nơi cảnh giới những người có tu mà khi chết thành ma, ma sân, ưa sân hận, ưa gây lộn. Cho nên nếu các bạn không phát triển được tâm từ mà trong cuộc sống cứ ưa gây lộn, phiền não cho mình, phiền não cho người, thì cuối cùng khi chết các bạn chắc chắn là tạo nên cảnh giới Atula và sanh về làm Atula. How to develop the metta, the final one's mindfulness and wisdom. Chỉ có bằng chánh niệm và tuệ giác các bạn mới phát triển được. Thế thì chính metta nó là nhân mà nó cũng là quả nữa. The metta is a cause and also the effect. You got the, when you develop the mindfulness, you always have the metta. And once you have the metta, you always have the mindfulness. And if you have developed metta, you always have the wisdom. And as soon as you have the wisdom, you always develop the metta. It's both way. Chánh niệm và lòng từ, hai cái nó hai chiều. Nếu các bạn phát triển được chánh niệm, luôn luôn chánh niệm, thì lúc nào các bạn cũng có lòng từ. Lòng từ đi kèm với cái chánh niệm. Không muốn hãm hại ai, kể cả con trùng, con cuốn chiếu cũng không muốn đụng tới nó. Cái lá cây cũng không muốn tự nhiên bẻ. Cái tâm từ mình nó có. Và hễ có tâm từ thì lại có chánh niệm. Và mình không muốn là mình dẫm lên cái côn trùng, hay là mình bẻ cái cọng lá, hay là mình đốt cái cây, mình đều cẩn thận. Không có nhiều khi quý vị đốt rác, sư nhắc nhở quý vị, mấy quý vị thường thường đốt rác cẩn thận. Nhiều khi có những côn trùng ở dưới mình đốt rác, rồi biết bao nhiêu côn trùng dưới nó chết, không? Mình phải cẩn thận cái đó. Cho nên vì mình cẩn thận như vậy, mình có chánh niệm như vậy, cho nên đó là phát triển tâm từ. Cho nên tâm từ với chánh niệm hai cái nó đi hai chiều. Cũng như thế, trí tuệ với tâm từ nó đi hai chiều. Nếu có trí tuệ thì tâm từ có, mà hãy có tâm từ thì có trí tuệ, hai nó đều phát triển hai chiều. The core of the metta. Cái cốt lõi của metta, cái cốt lõi của tâm từ là gì? Number one, non-attachment. Number two, non-emotional reaction. Number three, experiential responses. Number four, introspective contemplation of emotion. Cái trọng điểm của tâm từ là gì? Thứ nhất, không dính mắc, không có nhân ngã, không có tôi hay là anh hay chị hay là cha mẹ gì hết. Tất cả đều do duyên mà nó kết tụ lại thôi.
không có dính mắc cái gì, kể cả giáo điều nữa. Đừng có nói cái điều này tôi biết hay là điều này giới luật của Phật là tuyệt vời, không có dính líu tới. Biết thực hành nhưng mà đừng có dính mắc. Cái thứ nhì, đừng có phản ứng cảm xúc. Khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đi, khi nhìn, đừng có phản ứng cảm xúc. Hễ có phản ứng cảm xúc thì là có cái ngã và đều là đưa tới sự ích kỷ. Thứ ba, luôn luôn có trải nghiệm bằng kinh nghiệm, đối ứng lại bằng kinh nghiệm, chứ không đối ứng bằng cái cảm xúc, đối ứng bằng cái ngã. Kinh nghiệm đó là đều có suy tư, có chánh kiến, chánh tư duy, suy tư đàng hoàng để đối ứng lại. Không có tự nhiên mà mình phản ứng, phản ứng đều dính mắc tới cảm xúc. Và cái thứ tư là luôn luôn quán chiếu ở bên trong, coi các cái sự xung đột của cái sự xúc động, cái sự rung động á, nó làm cho mình khó chịu hay dễ chịu thì mình phải luôn luôn quán chiếu cái bên trong, đừng nhìn bên ngoài, đừng nhìn bên ngoài. Thí dụ thấy một cái lá rơi, có nhiều người thấy lá rơi thì buồn, tại vì cái lá nó rơi ai rồi cũng chết. Nhưng mà nếu cái người mà tu tập thì họ nhìn lá rơi họ biết đó là vô thường, cho nên họ lìa bỏ hết tất cả những sự chấp thủ, chấp thủ cái ngã họ cũng lìa bỏ được, và như vậy họ chứng đắc. Cho nên luôn luôn quán chiếu bên trong nội tâm, đừng nhìn bên ai hết. Người ta chết mặc kệ người ta, quan trọng là nơi mình. Nên là nếu mình không tu, nếu mình không giải quyết được cái nội tâm thì chúng ta sẽ tiếp tục làm nô lệ cho cảm xúc. We will be slavery to our own emotion, and such slavery will lead to another life, rebirth cycle. Và nếu chúng ta tiếp tục làm nô lệ cho cảm xúc của chúng ta thì không thể nào thoát khỏi cái kiếp lai sinh. Kiếp tới là chúng ta sẽ tiếp tục làm nô lệ cho sự cảm xúc, tại vì sự cảm xúc là năng lượng. Đấy. Bốn yếu tố: thứ nhất không dính mắc, thứ nhì không phản ứng cảm xúc, thứ ba đáp ứng lại bằng cái trải nghiệm, tức là có chánh kiến, chánh tư duy, thứ tư luôn luôn quán chiếu ở bên trong, coi cái hiện tướng của các sự cảm xúc đó, để làm chủ nó.